Sao lạ thế được nhỉ? Rõ ràng mấy hôm trước khách đông lắm cơ mà. Bây giờ leo tèo vài ba lượt khách. Có ngày còn chỉ ngồi đuổi ruồi đuổi muỗi. Tôi cũng lấy làm lạ. Hay là chúng ta đi mời thầy cúng? Ui dào ơi, cúng với bái gì? Giờ mà mời thầy cúng lại mất thêm mấy đồng nữa thì có mà buôn ngược. Vậy chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ cứ ngồi chờ như thế này rồi cùng nhau ăn cám à? Hay là chúng ta làm nón sai ở chỗ nào nhỉ? Sai làm sao được? Chẳng phải tớ đã đi tìm những chiếc lá tốt nhất, còn cậu thì vót những chiếc nan dẻo nhất sao? Thì đúng thế. Nhưng nhỡ sai chỗ nào bé tí tẹo thì sao? Tôi nghĩ tốt nhất là chúng ta đi hỏi những người quanh đây đã mua nón của chúng ta xem sao. Tùy cậu, hỏi thì hỏi, sợ gì mà không hỏi. Cơ mà tôi vẫn nghĩ chúng ta chẳng sai chỗ nào đâu. Thì cứ hỏi đi đã. Đúng là phụ nữ, chỉ cần có hai người họ và một con vịt thôi thì cũng hơn cả cái chợ. Giờ không phải lúc bàn về sự thật này, ta mau tới hỏi thôi. Dạ, cháu chào các bác ạ. Nón này các bác mua ở chỗ cháu đúng không ạ? Chứ còn gì nữa, cậu không nhớ là tôi là một trong những người đầu tiên mua nón cho cậu à? Dạ, chắc đông khách quá nên cháu hơi quên tí ạ. Thế nón dùng thế nào hả bác? Thế nào là thế nào? Cậu nhìn đi, mới đội được chưa đầy 3 tháng mà nón đã siêu vẹo hết cả. Nghĩ tới lại bực cả mình. Hôm trước đội nón đi mưa mà như là không đội ấy. Sao lại thế được nhỉ? Rõ ràng là cháu đã làm cẩn thận lắm rồi cơ mà. Hay là bác nhầm ạ? À? Nhầm là nhầm thế nào? Nón cũ của tôi đội cả mấy năm không hỏng. Chẳng qua là do con cún nhà tôi nó nghịch nó phá nên tôi mới mua nón nhà cậu. Vậy mà... Chị ấy nói đúng đấy. Đây này, nón của tôi cũng như thế này đây này. Rõ là mới mua mà nón giờ đã chuẩn bị rách tả tơi rồi. Thật trắng ra làm sao cả, làm cái nón cũng không nên hồn. Làm ăn vớ vẩn thế này á, thì ai thèm mua nón của các cậu nữa. Hóa ra chúng ta thất bại là do không tìm hiểu kỹ, nên không biết rằng khi làm nón, người ta phải đan lá đực nằm ở mặt trong, lá cái nằm ở mặt ngoài thì cái nón mới bền và chắc chắn được. Vậy là tất cả cái nón chúng ta đã làm coi như bỏ. Bao nhiêu vốn liếng, bao nhiêu tâm huyết. Tớ đã để dành tất cả những gì tớ có để cùng cậu làm nón. Vậy mà bây giờ ngay cả cơ hội lấy lại vốn cũng không có. Tớ... Thôi, đã tới nước này thì tớ về quê trồng rau nuôi cá thôi. Chứ cứ ở đây làm ăn á, cháo cũng không có mà húp mất. Thì cậu mà về quê thì tớ biết làm sao với số nón kia. Còn làm sao nữa, bỏ thôi. Thôi, tớ đi đây. Chứ ở đây á, nhìn thấy những cái nón kia tớ lại xót của. Công nhận là ổi này ngon thật. Chuyện, ổi của nhà thầy mà ngon số 2 á, thì nhà nào ngon số 1? Ăn được của thầy độ có phải là dễ đâu. Chuẩn không thể chỉnh. Này này, các cậu có muốn đây là lần ăn ổi cuối cùng của nhà tớ không? Ui, không không, tụi tớ chỉ đùa tí thôi mà. Đúng không các cậu? Đúng đúng, bọn tớ nhỡ mồm tí thôi, cậu đừng để bụng nhá. Các cậu mà còn nói xấu cha tớ một lần nữa là tớ không tha cho đâu. Rồi rồi, biết rồi, tập trung ăn đi nào. Nà, lại đây cha hỏi. Con nhìn xem, có phải con ngâm đũa nhưng không hay phơi đũa cho khô nên nó mới mốc meo như thế này không? Dạ không ạ, ngày nào rửa xong con cũng phơi khô xong cất vào như cha dạy mà. Thế sao đũa lại như thế này? Như thế này thì làm sao dùng được nữa? Thầy ơi, có phải thầy mua đũa của anh Dần không ạ? À, đúng là đũa của thằng Dần.
nhưng ta không phải mua mà là cho ấy tặng. Thế thì vẫn là đũa của anh Dần, thế mốc là đúng rồi ạ. Mẹ con cũng mua của anh Dần, giờ một số thì cong, một số cũng mốc mèo hết cả lên ạ. Sao lại thế nhỉ? Thầy ơi, thầy. Con chào thầy ạ. May quá, anh đây rồi. Anh mau sang giải thích với mẹ em đi, chứ em nghe mẹ than cả ngày, nhức hết cái đầu, đau hết cả tai. Có chuyện gì thế? Còn chuyện gì nữa, anh bán đũa cho mẹ em kiểu gì mà giờ đũa không dùng được nữa. Đũa hôm trước trò tặng cho ta cũng thế, mốc hết cả lên rồi. Dạ, con biết rồi, con tới gặp thầy cũng vì chuyện đó đấy ạ. Vì chuyện đũa à? Ta có biết gì về đũa đâu. Không những đũa mà đợt trước con mở xưởng làm nón cũng lỗ thầy ạ. Con không hiểu tại sao con đã cố gắng hết sức mà vẫn thất bại như thế này. Thầy có thể cho con lời khuyên không ạ? Nhưng con có biết tại sao đũa lại mốc, lại cong không? Và cả nón nữa, tại sao lại không bán được? Dạ thưa thầy, nón thì con không biết rằng người ta phải đan lá đực nằm ở mặt trong, lá cái nằm ở mặt ngoài thì cái nón mới bền và chắc chắn, nên nón con đan hỏng nhanh. Còn đũa thì con cũng lại không tìm hiểu kỹ, nên không biết khi làm đũa, muốn đũa đỏ hơn, chắc hơn, đẹp hơn thì phải phơi đũa nằm về hướng mặt trời mọc. Như vậy là anh lại phơi đũa về hướng mặt trời lặn ạ? Đúng thế, nên số đũa đã làm cũng coi như bỏ. Ai bảo anh không chú ý chứ? Đã làm thì phải để ý cả những cái bé tí tí tí. Không, anh nghĩ anh thất bại là do số anh rồi, chứ để ý hay không để ý thì cũng thế thôi. Như vậy là trò ấy thất bại chỉ vì không chú ý tới những chi tiết nhỏ nhặt. Mình phải tìm cách giúp trò ấy mới được. Ơ, kìa, những chiếc lá vàng rơi từ trên trời rơi xuống. Hả? Lá mà từ trên trời rơi à? Hồng Xiêm hôm nay lại ngốc đột xuất rồi. Thì cậu ấy nhầm tí, gì mà căng. Có mỗi mấy cái lá thôi mà các cậu ấy cũng cãi nhau được. Đến chịu. Thôi, tớ lấy lá xếp hình đây. Lá, trời. À, mình có cách rồi. Con nói xem, bầu trời kia có lớn hay không? Dạ, lớn ạ. Lá cây kia có lớn hay không? Lá cây thì nhỏ ạ. Vậy bầu trời kia có thể che đi mắt nhìn của một người hay không? Dạ thưa thầy, không thể nào ạ. Vậy lá cây kia có thể che đi mắt nhìn của một người hay không? Lá cây thì có thể thưa thầy. Ơ, nhưng mà thầy ơi, con không hiểu. Nãy giờ thầy hỏi con về chiếc lá nhỏ và bầu trời rộng lớn là có ý gì ạ? Dần ạ, bầu trời rộng lớn và chiếc lá nhỏ cũng như cuộc sống vậy. Có nhiều khi, thứ ngăn trở tầm mắt và khiến ta lạc lối thường là những lá cây nhỏ bé trong cuộc sống. Tương tự như vậy, chỉ một tiểu tiết hay vướng mắc nhỏ đôi khi sẽ khiến cuộc đời của chúng ta trở nên lận đận. À, ra là vậy. Vì thế, muốn thành công, con phải nhớ rằng phàm là làm bất cứ một việc gì cũng nên chú ý cẩn thận tới từng chi tiết để không phải trả giá cho những sai lầm vốn tưởng là rất nhỏ. À, dạ thưa thầy, con hiểu bài học của thầy rồi ạ. Hóa ra cách xếp lá khi đan nón hay cách phơi nắng khi vót đũa là những chi tiết nhỏ không thể bỏ qua. Và vì con đã bỏ qua nó nên con đã không thành công. Ừ, đúng rồi. Con biết rồi, con sẽ thay đổi và nhất định sẽ không khiến thầy thất vọng nữa. À, khá lắm, khá lắm. Hôm nay mẹ gọi thằng Cả với cái Út lên nhà thằng Hai là có chuyện muốn nói với ba con. Ê, mọi người lên mà không báo trước cho con để con sai người làm chuẩn bị cơm sớm ạ. Với đúng hôm nay nhà con với thằng Xoài lại không có nhà, tiếc thế. Không sao, kế hoạch ban đầu là mẹ chỉ định lên huyện thăm bạn mấy ngày thôi. Nhưng mà thôi, tiện đường thì rủ thằng Cả với cái Út lên nhà con để bàn chuyện. Bàn chuyện xong thì mẹ sẽ đi. Chuyện gì mà có vẻ quan trọng thế hả mẹ? Chẳng là mẹ mới bán miếng đất ở quê,
cũng được giá lắm. Mẹ già cả cũng chẳng tiêu pha gì nhiều. Cất trong nhà thì sợ trộm, nên mẹ quyết định chia luôn cho ba đứa con. Ôi, thì ra là mẹ mới bán đất ạ. Cái mảnh đất sau nhà mình đấy à mẹ? Mảnh đấy to lắm đấy, thế được bao nhiêu tiền ạ? Hình như là hơn một quan tiền với mấy chục đồng bạc lẻ nữa đây. Trời, tuyệt! Chúng con cảm ơn mẹ nhiều ạ. Mà mẹ này, chúng con đều khá giả cả. Sao mẹ không để một ít còn tiêu pha? Mẹ cho chúng con làm gì? Đúng đấy mẹ. Mẹ có tiền tiết kiệm riêng rồi, mấy đứa không phải lo. Ôi, mẹ đã cho rồi thì mấy anh em mình cứ chia nhau mà làm ăn. Mẹ ở nhà còn tiền người ta nợ đầy ra đấy. Hai đứa cứ yên tâm, anh là anh cả. Anh luôn ý thức được trách nhiệm hương khói cho cha và chăm lo cho mẹ. Đây, mẹ đưa tiền cho thằng cả cầm. Tí bà anh em tự chia nhau nhá. Ôi, vâng con xin. Mẹ cứ yên tâm, tí con sẽ thay mặt mẹ chia cho các em. Này, ăn xong rồi, chúng ta chia tiền đi anh. Đúng rồi đấy, anh đưa túi tiền ra đây. Ê, từ từ đã. Vừa mới làm vài chén. Chia tiền là dễ nhầm lắm. Giờ đi ngủ đã, rồi chiều tính. Chia luôn đi, em sốt ruột lắm. Ý dào ơi, tiền anh cầm chứ có phải là người ngoài đâu mà sợ. Anh với cô ba sáng đi đường mệt lắm rồi, giờ phải nghỉ đã. Thôi được rồi, thế thì chiều chia nhá. Ngủ đến 2 canh giờ rồi mà vẫn chưa ai dậy. Dậy sớm còn chia tiền chứ lại. Một túi sỏi, một túi tiền. Cơ hội trả nợ đây rồi. Hai đứa nó làm ăn khấm khá, không có chỗ tiền này thì cũng chẳng sao. Chứ mình không có là chết ngay. Tí mình phải diễn cho thật khéo. Túi tiền, túi sỏi. Chẳng nhẽ ông anh cả lại định giở trò à? Anh cả, sao anh em mình không ở nhà chia tiền, ra đây làm gì cho mất công? Phải đấy, anh bảo các em ra đây là có lý do cả. Các em không nhớ à? Bên kia sông là ngôi nhà cũ của chúng ta, có biết bao nhiêu ký ức tuổi thơ. Chẳng mấy khi mới được gặp nhau, anh rủ các em sang bên đó, vừa là ôn lại kỷ niệm rồi sẵn chia tiền luôn. Chứ cứ ở nhà mãi, chán chết. Hay đấy, thế anh em mình đi thôi. Cô thì cái gì mà chẳng hay. Gió chiều nào xoay ngoắt chiều đấy. Mà anh đi qua sông là phải cầm tiền cẩn thận đấy nhá. Nhớ tí nữa là chia luôn đấy. À, yên tâm, yên tâm. Không biết ông cả có âm mưu gì. Mình bắt đầu ngửi thấy mùi gian gian rồi. Này ông lấy đò, sông này chỗ nào là sâu nhất đấy nhỉ? Dạ thưa ông, sông này là sông sâu nhất vùng đấy ạ. Chỗ nào cũng sâu hết. Ta hỏi chỗ nào sâu nhất cơ mà. Dạ, sâu nhất thì chắc là giữa sông ông ạ. À thế hả? Sông nhìn đẹp quá nhỉ. Ôi, anh cất túi tiền đi, lôi ra cẩn thận rơi đấy. Rơi làm sao được mà rơi, anh cầm tay cho chắc. Có khi nào ông cả định làm rơi túi tiền giả kia xuống sông để âm mưu chiếm đoạt túi tiền thật không? Anh ơi, vì mấy đồng bạc, sao anh lại làm thế chứ? Mình có nên bắt quả tang rồi làm âm vụ này lên không nhỉ? Không, không được. Ôi, cảnh đằng kia nhìn đẹp quá kìa mấy đứa. Ôi, đau bụng quá. Em ơi, em sao thế? Đau ở chỗ nào? Đau ở đâu? Anh ơi, sao tự nhiên lại đau bụng chứ? Trời ạ! Phú ông có làm sao không ạ? Về mau lên! Đau quá! Ai ơi, về mau không ta chết bây giờ! Được, tôi quay về ngay. Ông bà giữ chặt phú ông nhá, không để phú ông dãy giụa kẻo lật thuyền đấy. Được, mau lên, mau! Hmm.
May mà mình nhanh trí, không thì giờ ông cả đã có cớ để chiếm toàn bộ số tiền kia rồi. Trước đây anh cả rất yêu thương và nhường nhịn các em. Thế mà giờ thì... Chắc hẳn là anh ấy làm ăn không tốt nên mới thế. Hay là bản tính tham lam giờ mới lộ ra. Nói gì thì nói, là anh em một nhà, dù có thế nào cũng không được làm điều xấu xa đấy chứ. Thế là ích kỷ. Ông ơi, ông dậy ăn cháo đi ạ. Ông lẩm bẩm cái gì thế? Con nghe mà không hiểu. Ông đang buồn, ngươi đừng có hỏi nhiều. Mà này, cô Út với anh cả ta đi đâu rồi? Dạ, hai người nọ đi dạo quanh làng rồi ông ạ. Thế tốt rồi, ngươi đi gọi thằng Hồng Xiêm sang đây cho ông. Thằng Hồng Xiêm ấy ạ? Chứ sao nữa, bảo nó sang ngay và luôn, ông có việc. Vâng, con đi ngay đây ạ. Đấy, chuyện là vậy. Ta rất thất vọng vì anh ấy đối xử với các em như thế. Lúc đó, ta đã muốn giăng lấy túi tiền giả cho anh ấy bẽ mặt. May mà kìm lại được. Ta thực sự không muốn làm anh em bất hòa. Vì nếu cô Út với mẹ ta mà biết á, thì hai người sẽ buồn lắm. Không ngờ phú ông xấu tính như thế mà cũng biết yêu thương trân trọng gia đình ra phết. Này, người nghĩ gì mà cứ đần mặt ra thế? Người có cách gì giúp được ta không? À, cháu nghĩ ra rồi. Cháu có cách này ạ. À, lúc sáng ông cả có hỏi tôi là sông chỗ nào sâu nhất. Lúc đó tôi nhớ nhầm, chứ chính đoạn sông chỗ cồn cỏ này là sâu nhất. Đoạn này vừa sâu, nước vừa chảy xiết. À, thế hả? Ôi, để tiền trong người cộ quá đi mất. Ôi, chết rồi. Ôi, tiền. Tôi chết rồi, anh lỡ tay. Ôi giời ơi, rồi túi tiền rồi. Trời ạ, cầm một đống tiền anh phải cẩn thận chứ. Ôi tiền ơi là tiền, mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Các em ơi, anh xin lỗi. anh hai, anh còn ngồi đực ra đấy làm gì? Anh mau nghĩ cách đi. Tiền ơi. Ôi, ông đánh rơi tiền chỗ này thì coi như là mất trắng rồi. Nước sâu lắm ông ạ. Ôi, thôi thì đành chấp nhận chứ biết sao. Mình đúng là cái đồ hậu đậu mà, chí giỏi phá hoại. Thôi anh ơi, chuyện đã rồi, không cần tự trách mình nữa. Lâu lắm mới được quay về ngôi nhà cũ, nhìn lại từng góc sân, từng viên gạch, rồi cả cái chuồng trâu, chuồng gà của mẹ nữa. Thấy vui quá các em ạ. Em cũng thế. Còn nhớ hồi xưa, ba anh em mình toàn trốn ngủ trưa đi trộm khoai, trộm sắn. Rồi cùng với mấy đứa hàng xóm chơi trốn tìm, cò quay, đủ kiểu nhỉ. Thích nhất là màn chọc chó, chó đuổi toạc đít quần, cứ thế chạy quanh xóm. Đúng là tuổi thơ anh em mình dữ dội thật đấy. Mà này, anh có nhớ lần anh đi chăn trâu ngủ quên, xong con trâu tuột dây đi phá lúa nhà ông bá không? Có chứ. Hôm đấy thấy anh bị ông bá đánh đau quá, em lũn trũn chạy ra cắn vào chân ông ấy, xong bị đánh cùng luôn. Nhanh thật, thế mà đã hơn 40 năm rồi. Đúng là không có gì quý bằng tình cảm gia đình các anh nhỉ. Hôm nay em vui nhất luôn. Đúng thế, ba anh em ta cùng là khúc ruột trên khúc ruột dưới, dù có thế nào cũng sẽ vẫn yêu thương nhường nhịn nhau. Dạ, con mời ông bà xơi cơm ạ. Ôi, cà rồng tương, sắn muối chua à? Thơm quá, ngon quá, lâu lắm không được ăn rồi. Khúc ruột trên bất ngờ chưa? Đúng. Sao lại nấu món ăn này? Anh nhớ hai đứa ghét nhất món này cơ mà. Chúng em không ăn được, nhưng anh thích ăn mà. Chúng em tặng anh món quà tinh thần là bữa ăn bất ngờ này đấy. Ôi, các em của anh, sao mà tự nhiên lại... Thật ra em có nghe anh hai kể chuyện anh làm ăn không được tốt rồi. Bảo sao dạo này anh gầy đi thấy rõ, nhiều lúc cứ thẩn thơ thơ thẩn. Này, nếu anh cần tiền, em và anh hai sẽ hỗ trợ anh hết mình. Anh không cần tiền đâu. Anh không phải giấu, bọn em biết cả mà. Với lại anh em một nhà, giúp nhau là phải lẽ.
Chúng em không tiếc gì anh hết. Đúng đấy ạ. Chúng nó yêu thương mình như thế, mà mình thì lại... Mình hồ đồ quá. Này, anh ăn đi. Cô cũng ăn đi. Ờ, anh xin. Mình đúng là ích kỷ. Giờ hai đứa nó mà biết túi tiền rơi xuống sông là túi tiền giả thì thất vọng về mình lắm. Mình còn mặt mũi nào mà nhìn mẹ, nhìn chúng nó nữa. Này các em, thật ra anh không thiếu thốn gì đâu. Nhà anh buôn bán vẫn tốt lắm. Lúc chiều anh sơ suất đánh rơi túi tiền của mẹ, anh thấy có lỗi lắm. May sao anh mang theo ít tiền, giờ anh sẽ chia đều cho các em, coi như là chuộc lỗi. Đây thằng Hai, đây cô Út. Sao anh mang theo lắm tiền thế? Vì anh giàu mà. Này, đây là tiền anh cho các em, cấm được trả lại nhá. Ờ, vâng. Đây đích thị là túi tiền của mẹ đưa rồi. Hóa ra là anh ấy vẫn thương các em lắm. Dù sao cũng không phải là người vô tình, vì tiền mà làm tất cả. Sau hôm nay, mình nhất định sẽ rủ cô Út lên nhà anh cả giúp đỡ anh ấy bằng mọi cách. Cơm ngon hơn rồi đấy. Nào bác cả với cô Út ăn đi. Vâng, mời hai anh ạ. Kế của thằng Hồng Diêm thế mà hay thật. Bây giờ cháu sẽ nhờ cha cháu nói rằng chỗ đoạn cồn cỏ giữa sông nước rất sâu và chảy xiết. Sau đó ông hãy rủ ông cả và cô Út đi đò nhà cháu để xem ông cả có làm rơi tiền không nhá. Rồi, nhưng mà đoạn cồn cỏ ở sông làng mình có sâu lắm đâu. Dạ, cha cháu phải nói như vậy thì ông cả mới giả vờ làm rơi túi tiền chứ ạ. Chỗ đấy nước nông, nếu trong trường hợp ông cả không hối lỗi thì chúng ta có thể vớt cái túi sỏi đấy lên làm bằng chứng để bắt tội. Còn nếu ông cả biết hối lỗi thì tốt quá rồi. Được, thằng này khá. Cũng may nhờ có nó mà mấy anh em ta lại yêu thương nhau hơn. Đang buồn chuyện hăng thì mụ vợ lão Tấn đuổi về. Cay thật. Mà cái làng này phải vía sao ấy. Ngày nào cũng xảy ra đủ thứ chuyện. Hết chuyện mèo mả gà đồng, lại đến chuyện cướp đất, trộm cắp. Loạn, loạn hết cả rồi. Ông lại đang tức vụ vợ ông Tấn ạ. Hay cái thằng này, ai mượn người hóng hớt chuyện của ông. Con thấy ông cứ lẩm bẩm mãi, mặt thì cau có, nên con muốn ông bớt nghĩ đi thôi ạ. Chuyện gì qua, ông cứ cho qua hết đi là xong. Như con đây này. Trời ơi, ta như ngươi thì có mà loạn. Ngươi quanh quẩn trong xó bếp thì biết cái gì. Ôi, cháu không lấy tiền của cụ đâu ạ. Là thằng Hồng Xiêm. Cháu không lấy tiền của cụ đâu ạ. Cháu không lấy mà. Kìa cái thằng bé này, ta bảo không nghe hả? Cháu không lấy tiền đâu. Thằng Hồng Xiêm, ông biết ngươi rồi nhớ. Tưởng ngươi thế nào, hóa ra cũng là đầu trộm đuôi cướp. Thằng này trộm tiền của cụ à? Để tôi bắt nó, gô cổ nó lên quan. Thằng này là tắt mắt nhất làng này đấy cụ ạ. Không có gì hết. Lạ thật, người ta giúp thì lại bỏ đi. Ông ơi, sao thằng Hồng Xiêm vừa khóc vừa chạy đi thế ông nhở? Cả bà cụ kia nữa, để con chạy theo hỏi thằng Hồng Xiêm xem có chuyện gì nhá. Chuyện rõ như ban ngày rồi còn hỏi làm gì? Ngươi nghe mà không hiểu à? Con không hiểu lắm. Con chỉ biết nó rằng co tiền với bà cụ đấy. Ui giời, chậm hiểu thế. Ta nghe hai câu thôi là ta đã hiểu từ đầu đến đít câu chuyện rồi. Chuyện là thế nào vậy ạ? Tức là thằng Hồng Xiêm nó ăn cắp tiền của cụ già kia, xong bị cụ ấy bắt được. Kiểu gì cụ ấy cũng nói: sao cháu ăn cắp tiền của cụ? Khôn hồn thì trả cụ mau, không thì cụ về tận nhà nói chuyện với cha cháu. Thằng Hồng Xiêm vẫn chối đây đẩy, bảo cháu không lấy tiền của cụ. Nói xong, nó sợ quá, chạy đi mất đấy. Ra là thế. Mà ông con mình nghe được mỗi một câu, sao ông lại khẳng định thằng Hồng Xiêm ăn cắp tiền ạ? Còn vừa rồi ông ra hỏi, sao cụ già kia lại chạy đi mất? Người dốt thế, bà ấy bị đe dọa chứ sao? Thằng Hồng Xiêm nó thâm nho nhỏ đít lắm. Kiểu gì nó cũng nói bóng gió bà ấy không được tiết lộ cho ai biết chuyện nó ăn cắp. Nếu bà ấy tiết lộ
nó sẽ sang đốt bếp nhà bà ấy ngay. Ôi, ông cứ khéo tưởng tượng, thằng Hồng Xiêm nó vừa hiền vừa ngoan, con không tin nó làm thế. Không tin thì kệ người, không có não thì biết quái gì. Người hiểu chuyện là người phải dùng cái đầu để suy nghĩ và dùng sự lập luận logic để hiểu ra bản chất vấn đề. Đi thôi. Dạ. Không thể để vụ này chìm được, mình phải đi loan tin ngay cho nó nóng sốt. Hồng Xiêm, con đây rồi. Ôi, cha nói to thế, làm con giật cả mình. Có phải hôm trước con đã lấy trộm tiền của một cụ già không? Con bị cụ ấy mắng, rồi con bỏ đi, còn nói hỗn với cụ ấy nữa. Ôi không cha ơi, ai nói với cha thế ạ? Con có ăn cắp tiền của ai bao giờ đâu. Có thật không? Thật ạ. Thế sao cả làng đồn âm lên là con ăn cắp tiền của người ta, rồi còn đòi sang đốt nhà người ta nữa. Ôi, ai mà độc mồm độc miệng thế ạ? Con thề là con không ăn cắp. Hồng Xiêm nói thật đấy bác ạ, cậu ấy không bao giờ ăn cắp tiền đâu. Ờ, mấy đứa làm gì ở đây thế này? Dạ, chúng cháu đến hỏi thăm sức khỏe Hồng Xiêm ạ. Hồng Xiêm nó có sao đâu mà phải hỏi thăm sức khỏe. Ôi, thế chắc cậu ấy chưa kể chuyện cho bác nghe rồi. Chuyện gì? Thôi nào ơi. Phải kể ra thì mọi người mới biết cậu bị oan chứ. Chuyện là thế nào hả mấy đứa? Dạ, chuyện là hôm trước Hồng Xiêm tình cờ nhìn thấy hai đứa trẻ con to ụịch ăn cắp túi tiền của một bà cụ bán khoai. Hồng Xiêm chạy đuổi theo đòi lại túi tiền và bị hai đứa nó đánh cho một trận ạ. Hả? Bị đánh à? Chỗ nào? Đưa cha xem. Bị đánh ở lưng ấy ạ. Ôi con ơi, đau thế này mà không nói với cha. Hai đứa đấy là hai đứa nào? Hai đứa nó nhìn lạ lắm ạ. Hình như là con ông Tứ với ông Quyền làng bên. Còn cụ già con chẳng biết là ai, nên con không nói với cha, mà không hiểu ai đi tung tin là con ăn trộm. Ông lái đò. Ôi, sao ông lại đánh thằng bé ra nông nỗi này? Con nó sai thì có gì từ từ dạy bảo chứ. Dạ chào ông ạ, ông nói gì tôi không hiểu. Thôi không phải giấu, chuyện thằng con ông ăn cắp tiền cả làng này biết rồi. Mang tiếng là thần đồng mà lại đi ăn cắp ăn trộm thì nhục lắm. Ờ, đấy là tin đồn thất thiệt rồi, còn tôi không thế đâu. Tin đồn à? Chính mắt ta nhìn thấy thằng Hồng Xiêm bị cụ già ấy mắng, rồi còn vừa đứng vừa khóc. Nó còn già mồm cãi láo là cháu không lấy tiền của cụ đâu. Mắt thấy tai nghe thì sao mà sai được. Ơ, vậy ông là người tung tin cháu ăn cắp tiền ạ? Không phải tung tin mà là ta kể sự thật cho dân làng nghe, để cho mọi người biết mà đề phòng ngươi. Trời ơi, ông ơi, ông hiểu nhầm rồi. Chuyện là... Có thật không đấy? Ta chẳng tin. Ông ơi, đúng đấy ạ. Là cụ già cứ rúi cho Hồng Xiêm một đồng, nhưng cậu ấy không lấy nên mới bảo là cháu không lấy tiền của cụ. Đấy, con đã bảo ông rồi, thằng Hồng Xiêm nó ngoan mà. Chưa gì ông đã đi kể lung tung. Ờ, im cái mồm đi. Để cha sang hỏi con nhà hai lão ấy cho ra mồm ra khoai. Đã ăn cắp tiền còn đánh con nhà người ta, không dạy dỗ thì sau là tướng cướp. Cú ông có đi với tôi không? Tiện ông làm chứng cho con tôi. Ta là liên quan gì đến ta mà đi? Nhà bao việc, thôi ta về. Chỉ vì cái tính hóng hớt của phụ ông mà tự nhiên mình mang tiếng ăn cắp ăn trộm, đúng là xui xẻo mà. Cậu đừng lo, bọn mình sẽ đi thanh minh cho cậu. Nghe nói Lý trưởng lên kế hoạch kỹ lắm. Lần này á, Lý trưởng sẽ lên huyện ăn thua đủ với quan huyện, tính lật đổ quan huyện luôn. Thế nếu Lý trưởng lên huyện mà không lật đổ được quan huyện thì dân làng ta có phải bị vạ lây không? Dân làng đã khổ mà Lý trưởng còn làm thế thì chúng ta làm sao mà sống yên ổn được đây? Thì chắc cũng tại bị quan huyện đè đầu cưỡi cổ bao nhiêu năm dồn nén nên Lý trưởng mới thế. Cái gì mà đè đầu cưỡi cổ, dồn nén cái gì? Các người to nhỏ gì với ta đấy hả? Chúng con chào cụ Lý ạ. Dạ, chào cụ Lý ạ. Dạ, có phải cụ Lý có kế hoạch lên huyện xử lý việc lớn không ạ?
Sao các ngươi biết? Cái làng này giờ đưa chuyện cũng ác nhỉ. Trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã tương. Chuyện nhà ta mà các ngươi cũng biết, tai thật đấy. Đúng là ta định lên huyện một chuyến, nhưng giờ thì thôi rồi. Ôi, vậy là sáng suốt đấy ạ. Chứ nghe nói cụ định lên huyện, chúng còn lo cho cụ quá. Lo cho ta à? Làm sao mà phải lo? Dạ lo cho cụ lành ít dữ nhiều. Chẳng phải cụ định lên tính sổ với quan huyện sao ạ? Nhỡ mà không xong thì chắc là... Đứa nào bảo ta lên huyện tính sổ với quan huyện? Chuyện khó thế mà nó cũng nghĩ ra được. Đứa nào, để ta cho nó một trận. Ôi, dạ thế không phải ạ. Ui, phú ông ấy ạ. Chính phú ông nói với chúng con thế ạ. Dạ, phú ông kìa cụ. Phú ông. Ôi, cụ Lý đây ạ. Tôi đang lo cho cụ lắm đây. Thế chuẩn bị đến đâu rồi? Có cần tôi trợ giúp gì thì cứ báo nhá. Giúp cái đầu ngươi ấy. Ai bảo ngươi là ta lên huyện tính sổ với quán huyện? Ngươi có biết là cả cái làng đang đồn ấm lên không? Chuyện này mà đến tai quán thì ngươi chết với ta. Rõ ràng tôi nghe thấy cụ nói thế mà. Hôm qua định sang rủ cụ đi làm mét lòng, mà thấy trong nhà cụ to tiếng nên tôi đi về. Cụ nói là mất bao nhiêu tiền với hắn, nhất định phải lên huyện tính sổ với hắn. Mà trên huyện cụ mất tiền thì chỉ có mất tiền phạt cho quan huyện thôi, còn ai vào đây nữa. Ôi giời ơi, ngươi nghe câu được câu trắng rồi dựng chuyện thế. Là con chó vàng nhà ta đem lên huyện tốn bao nhiêu tiền chữa trị mà không khỏi bệnh. Ta định lên tính sổ với tên lang băm, nhưng nay ta thấy con chó vàng nó đỡ rồi nên không đi nữa. Chứ quan huyện nào mà quan huyện. Ta có ăn gán hùm mật báo đâu mà dám làm chuyện tây đình thế hả rồi. Ta phải cho ngươi một trận. Thì cô nghe thế nào tôi nói thế? Tại cái lũ kia suy diễn đấy chứ. Đứng lại, người chết với ta, đứng lại. Phiếu tặng áo lụa à? Chắc ai đánh rơi rồi. Này ông lái đò, ông vừa làm chuyện gì xấu hay sao mà mắt cứ láo liền thế? Tôi... Mà ông cầm cái gì kia? Tôi là tôi ngửi có mùi gian đấy nhá. Có gì đâu, tôi có gì mà phải gian. Tôi đang đi đường thì nhặt được cái phiếu này, các ông xem đi. Phiếu tặng áo lụa, quán ông Tư đầu phố huyện, hạn sử dụng, ngày rằm tháng riêng. Quái, phiếu tận trên huyện mà sao lại rơi ở đây được nhỉ? Hình như là phiếu mới, vẫn còn hạn này. Ủa, mà hôm nay đúng rằm tháng riêng luôn. Hay là... Suy nghĩ của ông trùng khớp với suy nghĩ của tôi. Tôi đồng ý. Này, hai ông lại định cầm đút túi luôn đấy hả? Đưa tôi phải đi tìm người đánh rơi. Thôi, để tôi cầm cho. Ông đỡ phải đi tìm người đánh rơi nữa, vất vả ra. Này, phiếu này có cả của tôi nữa đấy nhá. Cái ông này hồn như cháy ấy. Chung thì chung. Thôi đi đổi áo nhanh lên. Nay là hạn cuối rồi, hết áo thì tiếc lắm. Ơ kìa. Ông có vẻ tiếc nhỉ. Thế tôi cho ông nghĩ lại đấy. Nếu ông đồng ý thì ba chúng ta cầm cái phiếu này lên huyện nhận áo lụa. Này áo lụa là đắt lắm đấy nhá. Bán đi cũng ối tiền chia nhau. Ôi, tôi không đi đâu. Đồ của người khác mà mình lấy sử dụng thì khác gì ăn cắp. Nhỡ người ta biết thì chết nhục. Tôi không làm chuyện xấu đâu. Không thì thôi, có phúc mà không biết hưởng. Đúng là khù khờ. Ôi đừng đi, trả lại tôi vé hay ông ơi. Hai ông về rồi đấy à? Ông hỏi làm gì? Hai ông vừa đi đổi áo lụa về đúng không? Phú ông giấu gì sau lưng thế? Có gì đâu. Ui dào ơi,
ông ta tiền dâng lên đến mồm mà còn không thèm lấy thì ông sợ gì? Phải mang áo ra khoe cho ông ấy tiếc. Đúng. Áo lụa chúng tôi vừa nhận được đấy. Hé hé một tí cho ông xem thôi, chứ hé hẳn ra, sợ đẹp quá chúng nó lấy mất. Ôi, chiếc áo quý thế này mà hai ông dám lấy của người khác, tôi chỉ sợ người đánh rơi phiếu mà biết thì... Thì sao? Chẳng sao cả. Chúng tôi có ăn cắp ăn trộm từ túi người ta đâu, là người ta đánh rơi mà. Giờ chúng tôi sẽ mang đi bán, chắc cũng phải được cả quan tiền đấy. Ông lái đò, lại một bài học nữa cho ông nhé. Sống tốt mà làm gì, nghèo vẫn hoàn nghèo, nghèo kiết xác kiết lị luôn. Từ giờ ông phải tập sống khác đi, ứng biến nhanh nhẹn, linh hoạt lên. Các người đây rồi, ta bắt được rồi nhá. Người là... Hai ông còn nhớ tôi chứ? Tôi là người trông hàng cho nhà ông Tư đây. Tôi chả nhớ gì cả. Tôi cũng chẳng biết anh là ai. Thôi chúng ta đi. Này, định chuồn hả? Đừng có hỏng. Anh gì ơi, anh cứ bình tĩnh, có chuyện gì vậy? Chuyện là nhân ngày khai trương cửa hàng, ông chủ tôi tặng phiếu nhận áo lụa cho tất cả những người bạn thân. Hai tên ất ơ này không biết móc cái phiếu ở đâu ra rồi đến cửa hàng đổi áo. Tôi hỏi là ai thì hai ông ấy nói phét là bạn nối khố với chủ quán từ thuở ấu thơ. Mãi sau ông chủ về tôi hỏi mới biết là ông chủ tôi chẳng có hai ông bạn nối khố nào cả. Nay không tìm được hai ông này là tôi phải đền cả 100 đồng bạc đấy. Người đừng có điêu. Điêu à? Thế cái gì đây? Rõ ràng tay tôi đưa cái áo này cho ông mà ông còn cãi à? Người đưa cho tên này này, ta có biết gì đâu. Sao ông lại đổ cho tôi? Rõ ràng là ông cầm mà. Ông còn bảo tên bán hàng mặt đần đần, còn lâu mới phát hiện ra. Ông đừng có mà bịa chuyện. Ông cầm à? Ông cầm ấy. Ông ấy. Ông ấy. Mà tất cả là tại tên này này. Chính ông ta nhặt được cái vé đấy. Mọi chuyện từ ông ta mà ra. Tôi... Hóa ra là ông à? Đúng là tôi nhặt được cái vé. Tôi có đứng đây đợi người làm rơi thì hai ông này đến lấy mất cái vé đi luôn. Ông lại điêu. Rõ ràng là ông xúi chúng tôi bảo đi lên huyện đổi áo. Có phải ông muốn hãm hại chúng tôi đúng không? Đúng, chuẩn luôn, tôi làm chứng. Ôi, tôi chẳng tin đâu. Bác lái đò trước giờ sống hiền lành tốt bụng, không bao giờ có chuyện đấy. Đúng đấy. Phú ông đừng có đổ điêu cho người tốt. Đã làm chuyện xấu lại còn gặp lửa bỏ tay người à? Hôm nay tôi phải dạy cho hai ông một bài học. Tôi chưa rồi. May mà ông chủ hiền bảo tôi chỉ cần lấy lại áo, chứ là tôi thì tôi túm cổ các ông lên quan rồi đấy. Đấy, tôi đã bảo mà, hai ông làm chuyện xấu thì sẽ gặp quả báo thôi. Đang yên đang lành lại bị đánh cho sưng cả mặt cả mũi lên. Không phải dạy đời, sống tốt như ông cũng có được cái tách gì đâu. Nghèo mà bày đặt thanh với chẳng cao. À, lại nói về chuyện này, các ông có nhớ hai tên vác gỗ hôm qua không? Trên tay anh chính xác là gỗ lim quý đấy, vì nó có màu nâu và nhiều vân gỗ đây này. Nhìn thớ là biết rất chắc và nặng. Bác nói thật không ạ? À? Thật chứ, tôi đã bảo là tôi nói đúng mà. Không tin các anh ra tiệm gỗ trên huyện mà hỏi. Sau khi các ông đi được một lúc thì hai người đó quay lại xin lỗi tôi vì lúc đấy họ nóng nảy quá. Sau thấy tôi am hiểu về gỗ nên họ đã thuê tôi đến đóng bản ghế và làm nhà cho họ đây, còn trả công tôi rất cao nữa. Thật à? Thật chứ, tôi đã nhận lời và mai đi làm đấy. Ôi, đau quá. Thằng kia nó đấm một phát u cả tai luôn rồi. Ôi, tôi vẫn còn choáng váng thế này.
Các ông thấy chưa? Người làm việc tốt sẽ luôn được đền đáp, còn làm chuyện xấu thì sẽ phải chịu quả báo đấy. Ôi, rồi ơi là rồi. Ôi. Gặp nhau rồi thật khó lìa xa, bao tâm sự còn dang dở. Kiếp này đôi ta không duyên phận, đành lặng lẽ chúc chàng bình an. Đã mấy lần trăng tròn trăng khuyết, chàng đi xa. Bà ơi, có cơm chưa? Đói quá, suốt ngày hát về hò. Ơ, ông lại làm sao đấy? Về không biết chào vợ một câu à? Chưa chi đã gắt cọc, nhìn mặt phát ghét. Đợi tí đã, đang xào nốt. Gặp nhau rồi thật khó lìa xa, bao tâm sự còn dang dở. Thôi, bà đừng hát nữa. Tôi đi làm đã đủ mệt rồi, bị hết người này người kia hành hạ, giờ về nhà lại đến bà nữa. Ơ, tôi hát thì liên quan gì đến ông? Ông chút giận lên tôi đấy à? Con chào cha mẹ. Ui, mùi rau muống xào thơm quá. Thơm thiết cái gì? Con với cái, suốt ngày chỉ chơi thôi, không giúp cha mẹ được cái việc gì cả. Ôi, nay con đi sang nhà cụ Lý, chứ có đi chơi đâu ạ. Cụ Lý nhờ bọn con mót lúa hộ đi cha. Thế bọn con mót lúa không công cho nhà cụ Lý à? Không là không thế nào. Mót lúa xong, cụ Lý cho bọn con vào vườn ăn vải thỏa thuê. Vải nhà cụ Lý ngon lắm ạ. Nào, bà xào rau xong chưa? Ăn đi, mít mật ra lấy mâm bát đi. Đây, đợi tí. Cha ơi, mai cha có được nghỉ làm không? Cha làm cho con một con diều thật đẹp để con khoe với bọn Hồng Xiêm nhá. Diều con tự làm đi, dạo này cha bận lắm. Ơ, mai ông vẫn phải đi làm à? Tôi tưởng mai cuối tuần được nghỉ. Lại tăng ca. Không được nghỉ ngày nào hết, bực cả mình. Dạo này cha làm sao thế? Cha cứ về nhà là to tiếng với mẹ với cả con nữa. Thôi đừng nói nhiều. Mà này, trưa cha tranh thủ ngủ tí. Con chơi gì thì chơi, đừng có làm ồn đấy nhá. Cha đang mệt. Vâng ạ. Mít mật, sao nay cậu đi học muộn thế? Tớ buồn, chẳng muốn đi học nữa. Sao thế? Có chuyện gì à? Cha mẹ tớ lại cãi nhau rồi, không ngày nào được yên. Tưởng gì, cha mẹ cậu ngày nào chẳng to tiếng. Mà chắc tại mẹ cậu nóng tính quá nên nhà hay cãi nhau đấy. Không phải đâu, dạo này mẹ tớ hết nóng tính rồi, nhưng mà cha thì lạ lắm. Là sao? Thì là... Ôi, ông về rồi đấy à? Có mệt lắm không? Sao này về muộn thế? Có hôm nào là không mệt đâu. Con chào cha. Ông uống nước cho đỡ mệt đã này. Đói quá, có cơm chưa? Ăn luôn đi, chiều nay tôi còn làm sớm. Được, ăn thôi. Ơi, cả muối đâu rồi? Nay tôi đi chợ về vội nên quên khuấy mất không mua. Ông yên tâm, bữa tối sẽ có. Rau muống luộc mà không có cả muối thì nuốt làm sao được, chán đời. Con mời cha mẹ ăn cơm ạ. Con ăn đi. Ông ăn thịt đi này, thịt rang gì mà mặn thế. Bà nấu kiểu gì đấy? Ôi mặn á, tôi nếm nếm như mọi hôm mà, không mặn tí nào. Lại còn cãi. Tôi đúng là cái số trầu số chó, số vất vả cả đời. Đi làm quần quật cả ngày cũng không được ăn nổi một bữa cơm tử tế. Thôi, tôi đi ngủ, đánh ăn nữa. Ông. Phải nhịn. Cha, dạo này cha cứ làm sao ấy. Mẹ ơi, mẹ đừng buồn nhá. Đấy, mấy nay cha tớ đều giận dữ vô cớ như vậy rồi. Cha tớ cứ đi làm về là mặt hầm hầm như đâm lê. Nói với mẹ câu một câu hai là cãi nhau. Mà mẹ tớ nói rất nhẹ nhàng nhá, không cáu gắt gì đâu. Thế á, từ trước đến giờ cha cậu hiền lắm mà, có to tiếng với ai bao giờ đâu. Hay do cha cậu làm việc mệt mỏi, căng thẳng nên cáu gắt? Chắc vậy, nghe đâu chỗ cha làm có ông chủ xưởng mới. Ông này khó tính, hống hách mà coi thường người làm thuê lắm. Ông ta chỉ thích mấy người làm nịnh hót thôi. Còn cha tớ không khéo mồm thì phải làm quần quật, còn bị mắng chửi không ra gì nữa. Thế thì rõ rồi, cậu bảo mẹ cậu cố gắng động viên thủ thỉ với cha cậu nhé. Ôi, tớ cũng động viên thủ thỉ rồi, nhưng mà không ăn thua. Này Hồng Xiêm, cậu có cách gì giúp nhà tớ không? Chuyện này tưởng dễ nhưng không dễ, để tớ xem nhá. Cố giúp nhà tớ với,
chứ nhìn cha mẹ cãi nhau suốt ngày, tớ chẳng muốn về nhà nữa đâu. Cháu chào cô Bẹo ạ. Mẹ, con gọi Hồng Xiêm sang đây để giúp nhà mình này. Giúp à? Giúp gì? Thì là vụ cha hay cáu gắt mẹ ấy. À, là chuyện đó hả? Mà này, hai đứa nói bé thôi nhớ. Ông ấy đang ngủ đấy, làm ồn là bị mắng ngay. Vâng. Chắc cháu cũng nghe Mít Mật kể hết rồi đúng không? Dạo này ông ấy gặp nhiều áp lực công việc, nên cứ về nhà là mặt nặng mày nhẹ, kiểu như trút lên người khác cho hả giận ấy. Trước đây á, cô là người nóng tính nên toàn gặp phải chuyện thị phi, giờ lại thêm ông ấy nữa. Nhà có hai người nóng tính thì chỉ có cháy thôi. Sợ nhất là thằng Mít Mật nhìn thế rồi lại học theo cha. Vâng, cháu hiểu ạ. Đấy, cháu đã sang đây rồi thì thử nghĩ cách giúp nhà cô với. Vâng, cháu đã sang đây thì tức là có cách rồi cô ạ. Ôi, thế cách gì thế? Cô làm giúp cháu một chiếc hộp nhé. Cô hãy ghi là chiếc hộp phiền muộn. Là thế nào? Dạ là... Thế cô ạ, nghe cũng ổn đấy. Mà không biết là có giải quyết triệt để được không? Cháu tin chắc là được ạ. Tớ cũng sẽ làm mọi cách để cha thay đổi. Ông về rồi đấy à? Từ từ hãy bước vào nhà. Lại gì nữa thế? Ông trút hết nỗi lòng vào cái hộp này đi. Hả? Chiếc hộp phiền muộn là cái gì? Tôi mới làm cho nhà mình cái hộp này đấy. Từ giờ, mỗi lần ai về nhà mà có chuyện buồn bực, tức giận gì thì cứ xả hết vào đây. Xả xong thì phải trở lại vui vẻ như không có chuyện gì. Dạo ơi, bà không có việc gì làm mà lại còn bày trò vơ vẩn. Ông đừng có mà coi thường nó nhá. Sáng nay tôi đi mua thịt, bị bà bán thịt chửi té tát. Tôi tức lắm, về chút giận hết lên cái hộp này. Thế mà giờ tôi thấy vui vẻ yêu đời rồi, chẳng còn tức giận gì nữa. Vơ vẩn mà. Thôi, đang tức lão chủ quá, tôi cũng đang cần chút giận. Đồ lão chủ ngu ngốc, bảo thủ, kỳ bo kẹt gì. Tôi muốn đá vào mặt lão mấy cái. Tôi làm quần quật từ sáng sớm đến trưa muộn, thế mà lão dám bảo là tôi lười à? Cái đồ có mắt như mù, đồ ưa nịnh bợ. Cứ đợi đấy, có ngày tôi đấm cho lão dưới hết răng ra ngoài. Chửi hay lắm, chửi tiếp đi, chửi nhiều vào. Thôi, chửi thế thôi, ăn cơm đã. Này, nhưng mà ông nhớ là sau khi trút giận lên cái hộp xong, ông phải trở lại vui vẻ yêu đời và không được giữ cơn tức giận trong lòng nữa đấy nhá. Bà rách việc quá, dọn cơm đi. Này, ông đã thấy hết tức chưa? Chưa, làm sao mà hết được. Cả đêm nằm vẫn tức anh ách. Thôi, tôi đi làm đây. Con chào cha. Ông về rồi đấy à? Kìa, chút giận lên cái hộp này đã chứ. Thôi tôi đói lắm rồi, chút với chiếc cái gì. Nào nào, ông có chửi, có mắng tôi cũng phải bắt ông xả hết muộn phiền mới được vào nhà. Ông chủ, tôi đã rất cố gắng để làm việc, tại sao ông không biết công nhận sự chăm chỉ của tôi? Nếu chỗ này không trả công cao thì tôi đã nghỉ từ lâu rồi. Chứ ông đừng tưởng tôi sợ ông. Ước gì ông chủ cũ quay lại, đá ông ra khỏi cái xưởng này. Xong rồi, ăn cơm. Tôi thấy nay ông xả được một tràng dài rồi đấy. Ông thấy đỡ ấm mức chưa? Chưa, nhưng đúng là cũng nhẹ lòng hơn thật. Tôi bảo mà. Cha ơi, xả hết muộn phiền rồi thì cha ăn cơm đi ạ. Nay mẹ nấu cá kho ngon lắm. Cha xin. Ông chủ, ông vô tình máu lạnh vừa chứ. Mẹ anh ba mất, xin nghỉ có một ngày ông cũng không cho. Ông thử đặt địa vị, nếu là người thân ông mất thì ông có quần quật đi làm được ngay hay không? Ngày nào đi làm cũng phải nhìn thấy cái bản mặt ông, tôi chán ngấy rồi. Bà đâu, ăn cơm thôi. Ông thấy đỡ hơn chưa? Đỡ hơn rồi, cũng coi như là có chỗ để xả hết ấm ức. Ôi, mùi ngô thơm quá, lâu lắm rồi mới được ăn ngô. Hi, ngô là của con đấy cha. Con đi mót lúa, nhặt được 2 đồng của bà Tám làm rơi. Con đem trả lại tiền, nên được bà cho mấy bắp ngô đấy ạ. Con trai làm tốt lắm. Thôi, ăn cơm đi.
chiếc hộp phiền muộn của Hồng Xiêm bắt đầu phát huy tác dụng rồi đấy. Mấy hôm nay không thấy cha to tiếng nữa. Nay ông ấy có vẻ khá hơn rồi, không còn cau có, nhăn nhó nữa. Bà bán thịt nướng hôm nay rất là lôm côm nhá. Rõ ràng tôi trả bà 2 đồng mà bà bảo tôi mới đưa 2 hào. May mà tôi không to tiếng, chứ không thì bà bẽ mặt. Mình ơi, tôi về rồi. À, cha. Hôm nay tôi mua thịt nướng cho 2 mẹ con đây. Ôi thế, bảo sao thơm thế. Mà này, hôm nay mình không có chuyện gì bực mình ở xưởng à? Ờ, thì cũng có vài chuyện, nhưng tôi tự giải quyết được rồi. Giờ mấy chuyện đấy chẳng đáng để tôi phải tức giận nữa. Hoan hô cha. Mình thay đổi thật rồi. Tôi xin lỗi 2 mẹ con nhá. Dạo này tôi biết tôi hay đem cái tức giận từ chỗ làm về rồi nóng nảy vô cớ với 2 mẹ con. Nhưng mà từ hồi có cái hộp phiền muộn này á, tôi thấy mọi sự tức giận, mọi nỗi âm ức đều tan biến đi đâu ấy. Tôi hiểu ra một điều là chỉ có sự bao dung, bình tĩnh mới giúp nhà mình vượt qua mọi khó khăn. Vâng, cuối cùng thì ông cũng đã hiểu. Thế nên nay tôi mua thịt nướng để xin lỗi 2 mẹ con đây. Ông đã hiểu ra như vậy thì tôi nghĩ chiếc hộp phiền muộn này cũng chẳng còn cần thiết nữa nhỉ. Đúng thế. Giờ tôi chỉ cần về nhà, nhìn thấy mình nấu cơm, thấy thằng Bít Mật chạy nhảy tung tăng là tôi hạnh phúc nhất rồi. Tức giận mà làm gì cho nó mệt người. Ôi, Hồng Diêm giỏi thật đấy. Nhà Bít Mật lại vui vẻ rồi kìa. Thế là tốt rồi. Khéo tớ cũng phải làm một chiếc hộp phiền muộn cho cha tớ thôi. Đúng thế, tớ cũng phải làm mấy cái hộp cho cha mẹ tớ mới được. Chứ dạo này á, cha mẹ tớ hay cáu lắm.